Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay lại quay lại với cái chương trình livestream mỗi ngày. Vẫn là chủ đề swat song thôi các bạn ha. Các bạn ở bữa nay ngày thứ bảy, các bạn có đi đâu không? Có đi đâu chơi không? Anh xem đợi tí. Các bạn ơi, ngày hôm nay Hằng sẽ như thường lệ Hằng vẫn swat son cho các bạn, đó là ngày hôm nay mình sẽ qua một cái dòng son của Hàn Quốc, một cái dòng son rất là quen thuộc với các bạn thôi. Bạn nào mà thích xài son lì thì đều biết đó chính là son Amok vỏ màu hồng, có tên đầy đủ là Amok Luxury Lipstick. Đây, nói về Amok thì các bạn đã sử dụng son lì nhiều thì cũng đã biết rồi, tại vì cái son cái thỏi son Amok này á sử dụng rất được, các bạn sử dụng rất là thông dụng, bởi vì giá cả rất là mềm mại, và một phần nữa là cái chất son và bảng màu son rất là gồm tới tận 12 màu lượng, mà bảng màu toàn là những cái màu rất là dễ sử dụng ha, thiên về cam, hồng, đỏ, đỏ nhiều. Thì còn có trong cái bảng màu của son Amok Luxury Lipstick này, nó còn có những cái màu rất là lạ như là màu tím rồi nữa. Về chất son thì mềm mượt lắm ha các bạn ha, cho nên các bạn có thể thích sử dụng, tại vì son bây giờ cải tiến nhiều, cho nên là son lì nhưng mà vẫn có độ dưỡng nhiều, cho nên các bạn tô lên môi thấy lì, nhưng mà mình nhìn vào mình thấy nó vẫn lì chứ không có bóng một chút nào hết, và môi thì lúc nào cũng mướt mướt, rất là thích. Ngày hôm nay thì bảng son của Amok Luxury Lipstick này gồm có 12 màu, thì Hằng bên nguồn nhập về khoảng 7 màu đó các bạn, thì Hằng chọn ra được 3 màu đẹp nhất, đó là màu thứ nhất là màu cam san hô, thứ hai là màu cam đất, và thứ ba là màu đỏ, đỏ hơi đậm một tí. Màu đỏ đó là màu số 451 đó các bạn. Còn có một màu đỏ đậm hơn nữa, nhưng mình thấy là màu đỏ này là đẹp. Tại vì mình rất là cảm tình với màu đỏ đậm ha. Bây giờ mình cho các bạn nói sơ qua về cái dòng son này. Thì cái dòng son này được ra đời để kỷ niệm 5 năm thành lập của công ty Amok. Nếu mà bạn nào chưa từng sử dụng qua son này mà đã sử dụng cái son của BBA, son thỏi BBA, thì các bạn đã biết ha, cái chất son nó cũng tương tự như vậy, và cái trọng lượng nó cũng tương tự như vậy. Trọng lượng của thỏi này là 44 gram, cũng nhiều, rất là nhiều. Chất son thì khi mà Hằng đã test thử thì Hằng thấy là chất son của Amok lì hơn BBA một tí, nhưng mà độ dưỡng cũng vẫn rất là nhiều ha. Bảng màu thì đa dạng, 12 màu lận, rất là hấp dẫn ha. Để Hằng mở cho các bạn một thỏi son để xem. Màu này là màu mình sẽ thích, màu lấy màu cam san hô trước đi. Màu san hô đó rất là dễ phải không các bạn? Các bạn mà nào mà làm văn phòng đó, đi học đó, mấy bạn thích cam san hô tại vì nó sáng da và nó dễ sử dụng. Lúc nào mình trong trường hợp nào mình đánh cũng được hết. Và thiết kế bao bì thì cái vỏ màu đen, cũng giống như đa số các loại son khác, viền viền hình trái tim, nhìn nó rất là, cái kiểu rất là đáng yêu một ngày đúng không, mà mở ra cũng hết hồn, hú hồn luôn. Tại vì cái son nó màu hồng rất là kiểu ngọt ngào đáng yêu đó, kiểu công chúa đó, công chúa mà công chúa bánh bèo đó, nhưng mà bánh bèo đó là bánh bèo dễ thương ha. Cái vỏ màu hồng của trái tim. Thường son bây giờ mình lấy thế là làm màu đen nhiều. Hôm qua thì giống như là mình swatch son Innisfree á, thì toàn màu trắng. Bây giờ cái son này nó độc lạ, nó màu chuyển qua màu hồng. Màu hồng thì cũng không phải là độc lạ, nhưng mà bây giờ mình thấy rất là ít vỏ son màu hồng. Thiết kế cũng rất là riêng. Và son cũng nặng lắm.
Ngoài phần hộp ra thì phía dưới đế này cũng là ghi mã số và tên của son ha. Bây giờ mở ra nha. Đây là cái màu, mã số màu của son này là S216. Màu này là màu cam san hô. À, quên nói cho các bạn là hôm nay gồm 3 thỏi ha. Không biết là nói chưa, nếu mà chưa nói thì nói lại, mà nói rồi vẫn nhắc lại ha. 3 thỏi cam san hô, cam đất và màu đỏ. Đúng rồi, lúc này có nói rồi. Về cái mùi son này thì nó rất là thơm. Thơm nhưng mà nó thơm kiểu thơm hơi nồng một tí. Nếu mà các bạn nào thích cái mùi mà ngọt ngào thì các bạn sẽ rất là thích cái thỏi son này. Nhưng mà bạn nào mà không thích mùi cũng không sao. Khi mà các bạn tô lên môi đó thì khoảng tầm 20 phút sau thì mùi son nó sẽ bay hết, cho nên chả còn mùi gì hết. Cho nên không có gì đáng ngại ha. Bây giờ mình sẽ swatch lên tay cho các bạn xem trước, rồi xong rồi tiếp tục lên môi như thông thường. Đây các bạn xem nha. Thơm. mình thích mùi. Nhưng bạn nào không thích mùi cũng đừng có lo, tại vì đó 20 phút là nó bay hết trơn à. Các bạn xem lại một lần nữa nha. Đây bây giờ lên môi. À quên nữa các bạn, mình lại quên, thường hay quên nhắc, nói từ đầu đuôi thế nào cũng quên một số cái là khi mà ngày vẫn như thường lệ thì mình sẽ swatch son trước và trả lời câu hỏi sau, cho nên các bạn cứ trong lúc mà hàng swatch son thì các bạn cứ đặt câu hỏi bên dưới phần comment nha. Xong cái phần làm cái phần swatch son này xong thì hàng sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nha. Các bạn kiên nhẫn xem và chờ đợi đến phần hấp dẫn nhất là phần trả lời câu hỏi nha các bạn. Hay là mình đánh lòng môi trước. Cảm nhận khi mà lần đầu tiên tô lên môi thì cái chất son rất là mướt, rất là mềm. Son lì lên rất là chuẩn màu. Các bạn cứ khi các bạn mà xem ở trên cái bảng màu thì ra ngoài thì son nó sẽ lên. Là mặc dù những cái hình ảnh mà chụp bảng màu trên mạng đó thường thường nó hay rất là khác cái màu son thật mà bạn mở ra bạn xem á, thì cái màu son này thì nó lại rất là giống nhau, cho nên gọi là màu lên chuẩn là như vậy. Thì bên trong hình á là dưới ở ngoài là 1:9:10 thôi, chứ nó không có khác xa nhau như những một số cái loại son ha. Chất rất là mềm mướt, thì như hồi nãy mình đã nói đó, nó sẽ lì hơn son BBA một tí, nhưng mà vẫn nhiều dưỡng, mềm mượt. Và độ bám của cái son này lên đến tận 6 tiếng đó các bạn. Nếu mà các bạn không ăn thì mình nói 6 tiếng đó, đấy nghĩa là nó không, khi mình không ăn thì nó không có, cũng không có kiểu như là phai đi đâu, mà nó sẽ nguy như vậy thì nó mất khoảng 30%, 2-30% thôi. Nếu các bạn ăn thì độ bền nó còn cũng khoảng tầm 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng là nó sẽ vẫn bám lại, chứ nó không có bay đi hết. Bây giờ thì mình tiếp tục tô full môi ha.
tươi các bạn ha. Mình là chúa thích đánh giày. Son rồi là cứ cầm nguyên thỏi chát cho nó dày, nó càng dày càng khoái nữa. Không hiểu sao, không biết các bạn có thích đánh gì không. Nhưng mà son này như lúc nãy mình đánh lòng môi và bây giờ mình đánh full môi thì các bạn còn thấy đánh theo cái cách nào đi chăng nữa, nó nhìn nó vẫn xinh màu. Sáng da khủng khiếp á. Và chất thì khỏi chê, rất là mượt, rất là mịn. Khi các bạn để cho nó khô khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì nó vẫn bám vào môi và vẫn mềm như vậy, chứ nó không có nứt, không, cũng không có khô căng gì hết. Màu rất là thích. Đây thì mình cho các bạn xem lại trên tay nha. Đây là cái thỏi rất là nhiều, 4 gram mồi nè. Cái màu này là màu S216 nha các bạn. Là cái màu này kêu là màu cam san hô, nhưng mà mình thấy nó rất là sáng đó. So với BBA thì cái tông màu của bên Amok nó sáng hơn một tí ha. Cũng lì hơn một tí nữa. Xinh xinh, thơm thơm. Bây giờ cũng có rất là nhiều loại son, có nhiều mùi thơm á, ngửi riết rồi cầm cây này ngửi lên, cầm cây kia ngửi lên, nó nghiện luôn. Các bạn ơi, hàng lại nhắc lại một lần nữa cho những cái bạn nào, những cái bạn mà các bạn vào vừa vào đó, lúc này các bạn chưa nghe được á, thì hàng lại nhắc lại là vẫn như thường lệ là hàng sẽ xóa son trước, sau đó hàng sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau, cho nên các bạn có thắc mắc nào về sản phẩm cái sản phẩm này hoặc là cái sản phẩm khác, các bạn đều hãy cần để lại bên dưới phần comment và xem mình swatch xong thì mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nha. Xong màu đầu tiên đó là màu cam san hô, màu S216, rất là dễ thương. Mỗi lần mà tô son lên á không muốn tẩy luôn á, tại vì nó đẹp quá không muốn tẩy. Các bạn nhìn kỹ rồi ha, bây giờ mình sẽ swatch qua màu thứ hai, đó là màu cam đất. Trước khi swatch thì một cái công đoạn rất là khó khăn, đó là công đoạn tẩy môi. Tẩy thì rất là dễ, tại vì son này nhiều dưỡng, nhưng mà mình là mình không, mỗi lần mình tô lên là mình không tẩy miếng nào luôn á. Vì cái chất son nó lên cũng đậm màu cho nên là nó tẩy nó sẽ lem một tí hơn, các bạn thấy hơi rõ. Các bạn ơi, các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi đi nha, swatch xong Hoàng sẽ trả lời hết cho các bạn nha, không xấu ai hết. Tẩy xong son dưỡng. Đây, không thể thiếu luôn chị quyết điểm. Mỗi lần mình làm live stream thì có rất là nhiều bạn thắc mắc về cái sản phẩm mình hay sử dụng.
đó là cái thứ nhất là nước tẩy trang, cái thứ hai là cái son dưỡng, cái thứ ba là kẻ mắt đúng không các bạn? Rồi mình nói lại một lần nữa ha, cái thứ nhất là son dưỡng thì mình dùng của nhìn nó giống như bản đắp của Dior này, mình có chữ eye cream. Nhưng mà cái son này bên nguồn thì tạm hết rồi và do hàng mẫu nên vẫn còn thôi, cho nên là các bạn có thể tham khảo một số loại son dưỡng như nguồn ở nguồn có, đó là son trứng EOS, son Etude hay là son của Vaseline. Đúng rồi, Vaseline, bạn nào mà khô cực khô thì xài Vaseline rất là đã nha. Về nói về nước tẩy trang thì mình sử dụng vẫn như thường lệ là mình nói xài một chai cho hết, đó là Garnier. Và che khuyết điểm thì mình vẫn xài cái hàng của shop, cái hàng này, nhưng mà hiện là tại là cái đợt face shop này, bên đợt face shop này hai đầu ha, dạng thỏi và dạng nước, nhưng mà bên nguồn cũng tạm hết rồi. Thì bên nguồn hiện tại là có các sản phẩm che khuyết điểm, đó là như là full cover, Innisfree và Dermacol, thì các bạn có thể tham khảo nha. Hoặc là các bạn vào phòng inbox á, thì sẽ được tư vấn kỹ để các bạn chọn được đúng cái loại sản phẩm mà các bạn cần. Xong rồi, bây giờ mình tiếp tục với cái thỏi son thứ hai, màu cam đất. Đây. Màu này thì quá hot rồi, không cần phải bàn tới nó nữa đúng không? Hầu hết trong tất cả các loại son bây giờ mới ra và phía sau này á, thì kể cả trước cũng vậy, thì đa số mình thấy bảng son nào mà ra không thể thiếu cái màu cam đất này, bởi vì màu này rất là hot. Tại vì khi mà không chỉ tại các bạn biết là tại sao nó hot rồi đúng không, tại vì nó rất là, khi mình tô lên nhìn mình rất là cá tính ấn tượng, cái môi mình nó nhìn nó cái tông màu này nó hay hay, nó thời thượng sao á. Đây, gỡ ra cho các bạn xem vẫn cái mùi đó và cái thỏi đó, nhưng mà màu màu này mấy bạn rất thích ha, mình cũng thích luôn. Son nào mình thích hết, son là khoái. Kinh nghiệm này bạn thấp xuống tí, nhưng hôm qua làm gãy mất cái son Innisfree mạnh tay quá. Đây các bạn xem, lại một bản đúp của Esbon. Bây giờ mình tô lên môi nha. Bạn thấy là cái, các bạn nhìn vào thì các bạn vẫn thấy cái phần tèm lem của cái màu màu trước đúng không? Mặc dù mình đã tẩy rồi nhưng mà do làm quá nhanh và sợ các bạn đợi cho nên là nó vẫn hay chưa có hết hẳn, nhưng mà không thể phủ nhận được cái độ hot của cái màu này, rất là đẹp. Đẹp đến nỗi mà tô nghiến tô hoài luôn á, tại vì thêm một phần nữa là do chất son nó mềm mượt á, chứ nếu mà nó mà bột thì các bạn cũng lười đúng không? Trời ơi đẹp quá, thần thánh quá trời ơi. Cho nên nó vẫn bị lộ mấy cái lem cho nên các bạn thấy hơi, chắc mình phải cho một tí phấn lên quá. Thank you.
cái bạn thấy nó đỡ đỡ rồi đúng không? Nói chung là mình có nhiều cách để chữa cháy lắm, nhiều cái nhỏ 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 nhỏ, chẳng hạn như cái vụ lem son mà mình chỉ các bạn dùng cọ á, hoặc là cái vụ mà mascara mà nó bị khô thì mình ngâm vô nước ấm nó bị bớt á, nó bị kêu là nó đặc lại á, nó khô khô lại, nó cái mình bỏ vào nước ngâm nước ấm vài phút mình lấy ra mình dùng thì nó sẽ lỏng ra, mình dùng nó sẽ không bị kiểu là vón cục nữa. Cái thứ hai là hết rồi mà kẹt quá không biết xài, không biết lấy cái gì, tại vì các bạn chưa kịp mua thì các bạn cứ nhỏ vô một tí thuốc nhỏ mắt hoặc là dầu thơm, nhưng mà dầu thơm thì khuyến cáo mắt yếu là không nên sử dụng tại vì nó sẽ gây cay. Trong nhà không dám nhỏ dầu thơm thôi, hàng chỉ dám nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi. Nhưng mà tốt hơn hết là khi mà mở nắp bất cứ cái sản phẩm nào mà từ có sản phẩm thì 3 tháng, có sản phẩm thì 6 tháng, như sản phẩm mỹ phẩm thì các bạn từ 6 tháng, có lâu lâu có sản phẩm thì được 12 tháng, còn những cái loại kem dưỡng thì các bạn nên để từ 3 tháng, hoặc là có sản phẩm ít, rất ít sản phẩm đã được 6 tháng á. Các bạn xem lại màu ha. Đây là trên môi. Đối với cái màu này nó rất là tây, nó làm cho các bạn tây, nhưng mà các bạn phải kết hợp trang điểm đó. Nếu các bạn tô không một mình nó thì nhìn nó cũng đẹp thôi, nhưng mà nó không tôn hết được cái ưu điểm của cái son này. Cái son này mà nếu mà muốn tôn được hết ưu điểm của cái màu cam đất đó, hoặc là màu hồng đất, bất cứ cái màu, những cái loại màu mà ngã và nâu nâu á, nhìn nó rất là tây á, thì các bạn phải trang điểm có khối, đánh khối, đánh đồ rất là hơi kỳ công một tí thì nó sẽ đẹp hơn khuôn mặt. Gương mặt của mình là mình nhìn vào nó có chiều sâu, có sáng tối, nhìn nó sẽ tây hơn ha các bạn ha. Kể cả mắt mình phải nhắm thì nguyên cái sắc mặt là nguyên một cái xếp màu nâu hết luôn, màu nâu đất, rất là đẹp, rất là thu hút. Các bạn ơi, Hằng lại nhắc lại một tí cho các bạn vừa mới vào xem nha. Bạn nào vừa mới vào xem thì Hằng nhắc lại là vẫn như thường lệ, sau khi Hằng swatch xong hết, Hằng swatch hết 3 thỏi, đây là được 2 thỏi rồi, và còn một thỏi nữa thôi là Hằng sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn. Cho nên các bạn nào mà có thắc mắc về sản phẩm này hay là bất kỳ cái sản phẩm nào khác, các bạn hãy để lại bên dưới phần comment nha. Xong sau khi xong cái phần swatch xong thì Hằng sẽ trả lời cho các bạn nha. Trời ơi đẹp quá đi, tiếc quá đi, có nên làm thêm lớp nữa không, nghiện quá. Nó là son bây giờ lì nhưng mà nhiều dưỡng cho nên rất là mượt mịn, mình đánh rất là thích luôn. Các bạn xem lại một lần nữa ha. Đây là trên tay, màu trên tay. Đây là trên môi. Và mình cho các bạn xem lại cái màu son. Đánh mạnh quá, nó hơi tè lè ra, bạo lực quá. Và mình nhắc lại cho các bạn là cái màu cam đất này có tên là hắc hắc động sao là, mà nói chung mình đọc tiếng Anh hơn cũng không có được hay. Có mã số là S314, nhớ nhé các bạn. Và cái màu lúc nãy thì có mã số là màu cam san hô đó, có mã số là S216, cái này là S314 nha. Thích quá đi. Có cách nào mà đánh chồng lên luôn mà nó vẫn lên màu mà mình không cần phải tẩy ra? À đúng rồi, nhắc tới cái vụ mà đánh chồng lên mà không cần tẩy á, các bạn có từng xem qua cái clip ở trên YouTube đó, mình có từng xem. Hôm bữa không biết là xem ở đâu, nhưng hình như có người share trên Facebook á. Cái bấm vô coi, coi thì đánh mặt đánh mấy trăm lớp hay là mấy trăm lớp hay sao á, môi cũng là mấy trăm, bao nhiêu lớp đó. Cái đó nó dày lên. Công nhận cũng hay, cũng thần thánh đi cờ, đánh lên vậy là chắc là hồi chắc về là gỡ không ra luôn, không có tẩy trang nào chơi lại luôn á. Đấy, nói hài giống như là
Trong cái hài này mình đừng coi, hài của Hoài Linh á thì có cái vụ mà nếu mà cái mặt mà đánh giày vậy là chỉ có lấy cái chày mà gõ cành một cái gỡ hai bên hai miếng thôi, chứ không có cách nào mà tẩy ra được hết. Lan man một tí ha, sao bây giờ mình tiếp theo đến cái thỏi số 3. Cái thỏi mình rất là thích. Ủa quên, sorry các bạn, tẩy trang á chứ. Tẩy môi, tẩy môi. Bạn ơi, trong quá trình tẩy mô để mình hỏi thăm các bạn xíu, thường thường thứ bảy các bạn đi chơi ở Sài Gòn các bạn thích đi đâu? Đi trung tâm thương mại hay đi xem phim hay là đi mình thấy có nhiều bạn hay lắm nha, cuối tuần là các bạn đi ra ngoài thành phố, đi mấy cái chỗ như là cách xa khoảng đâu vài chục trăm cây á, mình thấy nó hay có những cái bài viết mà khám phá địa điểm á, ở gần cách Sài Gòn vài chục cây là sẽ có điểm này điểm kia á, các bạn có thích đi không? Mình thấy đi vậy cũng hay cũng vui, nhưng mà phải đi đông đông nó mới vui đúng không? Mùi mỗi lần tẩy lia lịa như vậy là nó rất là, một phần là tiết son, là đau sốt son, một phần là đau sốt môi. Này các bạn biết không, mỗi lần mình cách những cái clip đó, như lần trước mình có nói với những cái clip mà các bạn coi ở trên YouTube á, người ta đã cắt ghép và chỉnh sửa, cho nên là cái phần tẩy nó sẽ cắt thời gian ra và người ta có thời gian tẩy sạch và dưỡng rất là kỹ. Còn đây mình làm liên tục á, các bạn xem, cho nên nhiều khi á làm nhiều lần vậy á, sợ là nó nếu mà liên tục tẩy liên tục gì thì nó môi nó cũng hơi rát. Các bạn bình thường các bạn mà tẩy với hàng các bạn chắc các bạn chịu không nổi đó đúng không, nhất là những cái thỏi xông lì. Các bạn ơi, các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi đi nha, sắp xong rồi, ba thỏi son nó hấp dẫn nhưng mà cũng sắp xong rồi, sẽ tới phần hấp dẫn hơn, đó là cái phần trả lời câu hỏi. Cái màu hồng đất này, quên, màu cam đất này nó ít lem các bạn ha, chứ những cái màu mà vừa thiên vừa đỏ, nhất là đỏ là cái mình tẩy ra thế nào hả, son đỏ nhạt nhất là tẩy ra thế nào nó cũng lem, nó tìm lem làm lem, giống như như bữa mình nói giống như con mèo đó. Có bạn nào ở đây mà từng xem mấy bữa trước mà nghe mình kể chuyện về con chó mà ăn son chưa? Để chắc ăn mình cho thêm tí phấn bột ha. Miếng lên này luôn. Một công đôi việc. Rồi xong. Đây mình đến với cái thỏi thứ ba, cũng là cái màu mà mình yêu thích nhất, đó chính là màu đỏ. Các bạn biết không, trong tất cả các màu son, nếu mà các bạn muốn làm cho các bạn nổi bật nhanh nhất, không có màu nào mà qua được màu đỏ hết các bạn ha. Màu đỏ khi các bạn đánh, dù các bạn muốn nhẹ nhàng thì các bạn đánh lông môi, đánh nhẹ. Còn các bạn muốn trong quyến rũ ấn tượng thì các bạn đánh đậm hơn. Đánh sao cũng được, nói chung là miễn là màu đỏ thì màu đỏ lúc nào cũng là màu làm cho bạn nhanh nổi bật hết. Kể cả khi mà bạn không có tô, không có thời gian trang điểm mặt đó,
Mà bạn sử dụng son thì mình thấy ngoài ngoài màu san hô ra thì cũng có màu đỏ, nhưng mà màu đỏ thì còn nhanh nổi bật hơn là màu san hô. Nếu bạn nào thích nhẹ nhàng hơn thì sử dụng những cái màu tông màu san hô, còn bạn nào thích như mình nè, thích màu đậm, màu trầm, màu ấn tượng thì thích màu đỏ hơn ha. À quên, xóa ra tay. Nhắc tới cái màu đỏ này thì rất là nhiều bạn cuồng. Mình có một bé em đó, nó hả, nó mua 10 cây son, ví dụ nó mua 10 cây son ấy thì nó mua 10 cây hết màu đỏ rồi, mà còn có nhiều hai ba cây giống nhau nữa. Nó nói em thích. Mình mua thì mình mua nhiều nhiều màu khác nhau để mình thay đổi đúng không, còn nó hả, nó chơi toàn bộ là màu đỏ luôn, hai ba thỏi giống nhau không có xi nhê, có nghĩa là những cái hiệu khác nhưng mà màu thì hoàn toàn gần như là hoàn toàn giống nhau, một chín một mười thôi. Nó vẫn thích, nó nói chung là em thích vậy đó. Rất là cuồng màu đỏ. Sau khi lên tay rồi, đây cái màu dưới đây rất là đẹp đó các bạn ha, thì mình sẽ cho nó lên môi nha. Các bạn ơi, các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi đi nha, sắp xong rồi sẽ xong sẽ tới phần hấp dẫn là sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn ơi đẹp quá đúng không? Phải không các bạn? Đáng lẽ là tô một đường là được rồi, nó đã lên chuẩn rồi, nhưng mà Hằng thì thích tô dày nên Hằng cứ bị nghiện tô son á, cứ quẹt đi quẹt lại. Cảm giác nó lên nó mềm, nó sướng sướng sao gì đâu á, thích gì đâu. Rất là mềm. Chất son rất là đã. Đây mình sẽ nhắc lại cái cho các bạn xem lại đi. Chùi một tí ha. Đây là cái màu trên hỏi, màu đỏ rất là đẹp. Đó, màu đỏ hơi đậm tí đó. Đây là trên môi. À, đây là trên tay. Các bạn xem lại ba màu luôn ha. Cái màu đỏ cuối cùng này có tên là, có cái mã số là S451. Có cái tên cũng nghe nó hơi hơi ấn tượng tí, cái tên là Oliver. Rồi sau khi xong ba son, cái sau khi mà xong ba thỏi thì các bạn đã chọn cho mình được một cái màu nào thích hợp chưa các bạn ha. Mình là mình chọn được rồi đó, mình chọn hết ba thỏi luôn. Đừng có, khi mình bất cứ ai hỏi đó, đừng tới chị sẽ chọn một cái đưa ra một loạt sau này sẽ chị ơi bây giờ chị muốn chọn cái thỏi nào, nó thôi giờ không có chọn được, một là coi như là đem về hết, còn không là ngồi đó luôn. Ông cho đem về thì ngồi đó luôn. Màu mình nhắc lại về một tí về cái bảng màu của son này ha, gồm có 12 màu và tất cả các màu đều rất là tươi sáng. Và có những màu lạ nữa, ví dụ như là màu tím chẳng hạn. Đây, đây là ba thỏi.
Và bên nguồn thì về hàng là 7 thỏi, 7 màu đó các bạn. 7 màu chứ không phải 7 thỏi, 7 thỏi sao mà chắc người có người mất quá. 7 màu. 7 màu rất là đẹp, cho nên là các bạn hãy có thời gian hãy qua nguồn tham khảo nha. Tù thử cũng được, tại những cái thỏi son mà hàng đã sử dụng thì hôm nay sẽ thành son test hết. Các bạn qua đây test thoải mái. À đúng rồi, về cái giá cả hàng quên nói, cái hàng quên đó là giá cái son của mình cái giá là 279.000 nha các bạn, son Amok Luxury Love Fit. Dễ thương. Rồi xong, sau khi đã swap cho các bạn xong mã thỏi son rất là đẹp thì sung sướng quá, cái màu này bây giờ mình để luôn ha, mình không cần phải tẩy nữa. Thì mình sẽ bắt đầu vào cái phần hấp dẫn, đó là phần trả lời câu hỏi của các bạn. Thì bây giờ mình trả lời, sẽ trả lời từ trên xuống dưới, từ ngay từ đầu những bạn hỏi từ đầu luôn. Thì các bạn nào mà có câu hỏi thì cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho Hằng nha. À hôm nay lại gặp bạn Bút Bi. Bạn Bút Bi là mình thấy vào xem rất là nhiều ngày. Bạn Bút Bi ơi, ngày hôm nay bạn lại vào xem mà Hằng thấy bạn, Hằng rất là vui. Cho nên là cảm ơn bạn đã ủng hộ cái và quan tâm cái video này mà bạn xem mỗi ngày nha. Mình sẽ cố gắng swap nhiều cái sản phẩm hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa sắp tới, và sẽ cố gắng làm tốt hơn để cho các bạn xem, các bạn sẽ thấy thích, cảm thấy thích thú hơn. À trước khi mà trả lời câu hỏi, Hằng sẽ nhấn nhẹ một tí, đó là các bạn ơi, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, thì ngày mai chính là chương trình Happy Time của shop vào ngày chủ nhật hàng tuần. Đó là các bạn đến mua hàng vào ngày chủ nhật, các bạn sẽ được giảm giá là 3% trên mỗi hóa đơn trị giá từ 200.000 trở lên. Và các bạn đến mua hàng trong ngày chủ nhật luôn nha, vào từ cái khung giờ từ 6:30 tối cho đến 9 giờ tối, thì các bạn sẽ được tặng một cái món quà, đó là quà rất là giá trị dễ thương, đó là son lanh nay lip kẹt cắt mi. Ngày hôm trước mình đã swap cho các bạn xem, thì cái kẹt này dùng cũng rất là thích, son có nhiều dưỡng hơn, tạo lên môi, tạo độ bóng nhẹ. Nếu mà các bạn đã sử dụng của lanh nay thì cần biết cả lanh nay Sumasu hay là Innisfree, chung một công ty đều chuyên về cái thành phần dưỡng và khoáng, thì cái sản phẩm này sử dụng cũng rất là thích. Bậm lên mỗi lần bậm, cái dòng bậm này sử dụng được là 5 lần, bỏ trong túi rất là nhẹ, mua được nhiều màu nữa thì mình nhớ qua mua cái khung giờ từ 6:30 cho tới 9 giờ, các bạn sẽ được tặng cái này ha. Nhớ nha các bạn. Xong bây giờ mình sẽ tiếp tục đến trả lời câu hỏi. Bạn Bang Bang hỏi là chị hãng này, ô bạn Bang Bang này mình không nhận ra bạn, tại vì cái hình nó nhỏ xíu à. Bạn hỏi là nay mình làm về vi phạm không, mình không nhớ bạn là ai, bạn có thể nhắc cái tên cho mình biết không ạ? Không ạ. Bạn Nguyễn Hương hỏi mình là shop có Velvet 03 không ạ? À? Có nha bạn. Vẫn còn, hôm trước là tại vì màu 03 và 04 rất là hot, cho nên lần trước là hả, mỗi lần mà 04 thì vẫn rất là hiếm, còn 03 hôm trước mà vừa đặt được hàng hả, lấy rất là nhiều. Lấy là mà tưởng được một ô đóng gì luôn, mà hôm nay trong vòng có 1 tuần thôi bán sắp hết rồi, còn có vài cây thôi, cho nên bạn nhanh chân đến nha, nhất là đến vào ngày mai thì bạn sẽ được giảm 3% á, 3% trên tổng hóa đơn là có trị giá trên 200.000 trở lên. Còn không đến vào cái giờ mà giờ 6:30 cho đến 9 giờ tối để được tặng thêm cái son lanh nay lip kẹt ha. Bạn Thủy Ngọc hỏi màu này là màu số mấy đó chị, thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn biết là cái ba cái màu này ha. Màu cam đất là S314, màu cam san hô là S216, và màu đỏ mình đang đánh ở trên môi, màu đỏ đậm đó chính là S
451 nha bạn. Mình vừa mới nói ha, mình nhắc lại một lần nữa, thêm một lần nữa cho bạn My Trường My và bạn Nguyễn Mai, là cái son này mình gồm có mình vừa swatch 3 màu, màu cam đất là màu mã số là S314, màu cam san hô là mã số là S216, và cái màu đỏ mình đang đánh trên môi có mã số là S451 ha các bạn. Bạn Lan Trinh hỏi mình là trông có vẻ bột vậy chị. Nè, mình cho bạn xem kỹ nha, nó không hề bột luôn. Dưỡng rất là, đánh rất là thích. Bạn không biết bạn đã sử dụng qua BBA chưa? Nếu mà sử dụng qua BBA thì cái dầm son này á, các bạn sẽ biết là nó không hề bột và lì, mà không hề bột, rất là nhiều dưỡng. Mà cái son này mình thấy là nó lì hơn BBA một tí. Cho bạn xem kỹ cái môi nha. Không bột quá bạn ha, không hề bột. Rất là mềm. Bạn Châu Tị Tị nói da mình không đen cũng không trắng. Môi trên dày và không rõ nét thì hợp màu gì? Bạn ơi, cái da mà không đen mà không trắng là đúng là da trắng thì rất là dễ đánh son mà đúng không? Mà da không đen không trắng thì là da vàng rồi, rất cũng rất là dễ sử dụng các màu son. Nếu mà bạn sử dụng màu nào cũng được, bất cứ màu nào bạn thích, tại vì màu tông da vàng thì cũng sử dụng được rất là nhiều màu, với nhiều màu đỏ như mình, hoặc là màu san hô, hay là màu vừa tiến về hồng, thì những cái màu hồng như mình rất thích, màu hồng tím chẳng hạn, không biết bạn có thích không, nhưng mà hồng tím hoặc là hồng cam đó, hồng baby đồ mình cũng rất là thích, màu cam sữa nó mình cũng thích ha. Thì nói về cái môi trên mà dày hơn môi dưới á, bạn mà muốn cho hai môi vẽ như cho nó đều nhau á, là cái phần môi trước khi đánh á, bạn nhớ là sử dụng che khuyết điểm và bạn phủ phấn bột lên luôn, thì bạn đánh cái môi dưới trước xong môi trên á. Nếu bạn muốn hai môi mà môi dưới á, mà môi trên bằng môi dưới, thì bạn đánh môi dưới trước, sau đó bạn vẽ bằng cọ ha, bạn vẽ bằng cọ, bạn vẽ môi trên ít thôi rồi bạn tán ra kiểu là môi á, cho nhìn nó có vẻ từ đậm sẽ nhạt theo kiểu lan màu đó. Thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Còn hoặc là bạn muốn môi dưới dày bằng môi trên, thì bạn lại đánh môi trên trước, xong môi dưới bạn sử dụng chì vẽ môi á, nhất là cho màu đỏ đó, chì cùng màu giữa màu đỏ, xong cái bạn bắt đầu bạn dùng cọ, bạn lấy son cái bạn tô theo cái viền đó, là nó không sẽ không có lem ra. Muốn chắc ăn nữa thì bạn sử dụng khóa môi ha, là cả hai môi nó đều sẽ đều, cho nên là nhìn nó sẽ đẹp hơn. Chúc bạn thành công ha. Bạn Nguyễn Hương hỏi mình là giá bao nhiêu vậy bạn, thì mình trả lời lại một lần nữa là son Amos Luxury Love Fit này có giá là 179.000 nha bạn. Bạn Hoa Đồng Tiền hỏi mình là môi hơi thâm lên màu nào hợp vậy bạn, thì môi bạn hơi thâm thì bạn nên sử dụng những cái màu như là thiên về đỏ, tại vì bộ đỏ nó sẽ đỏ hơi tươi như thế này nè, đậm nhưng mà kiểu đỏ đỏ hơi hồng đỏ hồng á, mình thích thấy là đỏ hồng rất là hợp. Nhưng mà khi mà môi mình đã thâm rồi thì cái thứ nhất là mình chú trọng sử dụng son dưỡng môi và cái mặt nạ ngủ môi á, để mà cung cấp lại cho da, cho môi mình cái dưỡng chất để cho môi mình nó sẽ hồng hào trở lại. Và đồng thời là bạn nhớ trước khi đánh thì dưỡng môi kỹ và sử dụng che khuyết điểm để son lên đúng màu nha bạn. Nếu mà bạn sử dụng che khuyết điểm đúng cách á, thì ở bất cứ màu son nào bạn cũng sử dụng được hết á, cho nên bạn đừng có lo nha. Lúc này bạn dùng cái dạng nước á, hoặc là che khuyết điểm chuyên cho môi, hoặc là nước như mình nè, chấm lên rồi tán, dùng bút tán nhẹ nhẹ, chứ đừng có kéo, mày không nên kéo, nó sẽ đi hết và nó sẽ làm đường, mình tán nhẹ nhẹ như vậy nè, dầm á đó. Sau đó là chắc ăn hơn là phủ thêm một lớp phấn bột để cho nó hoàn toàn mất cái màu thâm của mình đi, và nó còn làm cho son bám hơn nữa đó bạn. Bạn Búp Bi hỏi mình là nguồn có còn sữa rửa mặt Centafeel không ạ?
Bạn ơi, hiện tại là nguồn vẫn chưa về hàng cái sữa rửa mặt Cetaphil nha, nhưng mà bạn có thể theo dõi ở trên trang Facebook của nguồn á, khi nào có hàng thì nguồn sẽ cập nhật liền cho bạn thấy nha. Bạn Beo Ly Thùy Khanh hỏi mình là màu mắt và kem nền được bao lâu. Đối với mình thì mình thấy là kem nền thì các bạn chỉ nên sử dụng trong 6 tháng thôi, nếu mà dạng lỏng đó, còn dạng kem đặc thì để lâu hơn, được 1-2 tháng nữa. Còn đối với phấn mắt thì các bạn nên sử dụng trong vòng 12 tháng nha các bạn. Phấn mắt thì cái tuổi thọ nó dai hơn tí, nên sự các bạn nên sử dụng trong vòng, kể từ ngày mình mở mua về mở hộp ra thì mình sử dụng trong vòng 12 tháng nha. Như vậy thì nó tốt cho các bạn. Các sản phẩm dạng lỏng thì cái tuổi thọ nó ngắn, nhất là những cái loại như là kem dưỡng đó, các bạn nên sử dụng, đừng, nếu bạn ít sử dụng á, các bạn nên mua tiết kiệm những cái tuýp nhỏ đó, mình sử dụng hết rồi mình mua cái khác nó sẽ tốt hơn. Ví dụ bạn thích quá cái mua cái chai to ơi là to, mua to khủng khiếp xong về dùng chưa hết nữa, to vật vã luôn, dùng chưa hết thì nó đã hết hạn rồi, rất là tiếc thôi các bạn ha. Bạn Minh Minh hỏi mình là hai màu đó là màu gì vậy chị ơi, thì mình sẽ nhắc lại ba màu của son. Màu thứ nhất là màu cam san hô, màu cam san hô có mã số là S216, màu cam đất có mã số là S314, và màu đỏ trên môi mình đang đánh có mã số là S451 và có giá là 179.000 nha các bạn. Bạn Nunu hỏi mình là làm gì để kiềm dầu khi đi học ạ? Khi mà bạn đi học và bạn muốn kiềm dầu nhưng mà vẫn không bị sợ, muốn là đừng có lộ ra là trang điểm á, thì cái thứ nhất là bạn rửa mặt thật sạch bằng cái sữa rửa mặt của bạn á, loại nào mà nó kiềm dầu, mình nghĩ da dầu thì chắc thì có thể là bạn dễ bị mụn đúng không? Cái thứ hai là bạn sử dụng kem chống nắng hoặc là các loại kem chống nắng dành cho da dầu, và hoặc là kem lót kiềm dầu đó. Mình có những cái loại như loại primer chuyên kiềm dầu và che lỗ chân lông dành cho da dầu đó, nó trong suốt và chất kem rất là đặc, các bạn bôi lên cái vùng chữ T, bôi lên xung quanh tán thì nó sẽ kiềm dầu cho các bạn rất là triệt để. Và một cái tip nữa là các bạn có thể dùng cọ chấm thêm một một lớp phấn bột hút dầu. Phấn bột hút dầu là cái loại phấn bột mà nó màu trắng như phấn em bé đó, như phấn rôm với các bạn sử dụng phấn rôm cũng được, phấn Johnson Baby á, tán dùng cọ tán đều một lớp thì là mỏng, là nó sẽ hút hết dầu của các bạn, cho nên là mình đi học mình sẽ tự tin hơn ha. Bạn Hoàng Trang hỏi là nói là lần sau chị Hằng gửi chú thích luôn ở tiêu đề để lần livestream là các bạn cứ comment, Hằng sẽ trả lời sau và coi, cần nhắc lại đỡ mất thời gian. Cảm ơn bạn đã hiến cho Hằng một cái kế, đúng là từ bữa giờ mình quên luôn. Thì lần sau mình sẽ gõ thêm vào cái phần chú thích ha, cái phần trên tiêu đề để cho các bạn được biết luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng chắc cũng phải nhắc lại một tí, tại vì có những bạn 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 bấm vào bạn xem luôn, bạn không không có có để ý cái tiêu đề đó. Bạn Trà My hỏi là chị có bán thơm phôi không ạ? À? Có nha bạn, hiện tại là vừa mới về hàng có hàng nha. Bạn muốn màu gì thì bạn cứ comment lại thì bên mình sẽ hoặc là inbox cho nguồn. Còn tốt hơn hết là ngày mai cứ đến trực tiếp để cái thứ nhất là được giảm 3% và đến vào buổi tối để được nhận quà tại vì chương trình Happy Time vào Chủ nhật ha. Bạn Billy Thùy Khanh lại hỏi mình là bạn kẻ mắt nước bằng gì tốt nhất ạ? À? Keo nước hoặc là bút, hay là bút lông? Nói về kẻ mắt á thì mình rất là thích sử dụng, loại nào mình cũng thích sử dụng hết, nhưng mà nói về thích nhất là mình thích sử dụng gel nhất. Các bạn biết là sao không? Gel, màu gel vẽ lên nó rất là, nó dễ ăn sát mí hơn là bút lông. Bút lông thì mình, cho nên mình hay có một cách vẽ như nè, gel á khi mà sử dụng á thì nó là gel không thấm nước, nhưng mà mình sử dụng á, mắt mình yếu nó chảy nước mắt, nó hay chảy nước mắt á, cho nên là thỉnh thoảng nó vẫn lem, cho nên sau khi mình
vẽ một đường gheo xong thì mình lại đè lên bằng một cái đường bút lông bút dạ đó các bạn, cho nó khỏi lem luôn. Mà cái phần đuôi của mình nhấn nó lại sắc nét hơn nữa. Về mắt nước thì các bạn nào ở mình thì so ra so với gheo thì mình lại rất là ít khi sử dụng mắt nước, trừ khi nào mà mình cần đi cái chương trình gì hay là một cái gì đặc biệt đó mình mới nhắm mắt nước, tại vì mình dán mi giả đó cho mắt nó to thì mắt nước nó mới đủ đủ khả năng gọi là lơ là nhìn mình, nó sẽ nổi bật tại cái chỗ đó, ai những cái chỗ mà ai cũng trang điểm nó lộng lẫy đó thì mình cũng phải lộng lẫy luôn, cho nên mình mới sử dụng mắt nước thôi. Còn các bạn nào mà cái loại mà dễ vẽ nhất có lẽ là chì á các bạn, nhưng mà chì thì nó bị một cái nhược điểm, cái ưu điểm của nó là dễ vẽ nhưng cái nhược điểm của nó chính là dễ lem. Nên các bạn cân nhắc ha. Các bạn mình thì mình thích xài gel gel và bút lông. À lúc nãy mình có hỏi là các bạn cuối tuần thích đi đâu chơi thì bạn Bill La Thùy Khanh hỏi là Ba Chân Tân Thượng. À Ba Chân Tân Thượng là mình cũng thích đi mấy cái chỗ lắm, nó kêu là Sky Bar phải mấy bạn. Ngồi cho nó vừa mát vừa thoải ha, cũng vui. Bạn Lê Quyên hỏi mình là có son The Skin Face không chị? Bạn ơi cái son The Skin Face đó bên nguồn tạm thời chưa có về nha bạn. Và bạn cứ theo dõi trên trang của nguồn, khi nào mà có thì bên nguồn sẽ cập nhật lên cả trên web và trên Facebook luôn để cho bạn xem được, để bạn sớm mua được cái sản phẩm mà bạn cần nha. Bạn Mẫn Mẫn hỏi mình là có khô môi không chị ơi, thì mình nhắc lại cho bạn biết là cái son này nó rất là thích, hoàn toàn không khô luôn, mềm mà vẫn rất lì nha bạn, độ bám màu lên đến tận 6 giờ, nếu mà các bạn không ăn nó sẽ không có phai đâu. Bạn Nhật Phương và bạn bạn lại liều lưỡi. Bạn Nhật Phương và bạn Phạm Mỹ Linh là hỏi mình là cái son này bao nhiêu tiền, mình lại nhắc lại là cái son này Amoxicillin Luxury Love Fit này có giá của mình là bên nguồn bán giá là 179 ngàn nha các bạn. Bạn Trần Thị Kim Ngân hỏi mình là em không make up chỉ sử dụng son môi thôi, em thấy thích kiểu son lòng môi ấy chị, thế loại son nào là tốt nhất chị, hôm nào chị có thể làm clip chị em không? Bạn ơi nếu mà bạn thích son lòng môi á thì mình khuyên bạn thực sự là cái loại son nào cũng được, tại kể cả những cái loại son son này mình mới vừa mới sử dụng nè, tại vì son thỏi bây giờ nó vừa son lì mà rất là nhiều dưỡng thì đánh rất là thích, cho nên dù cho bạn có đánh lòng môi hay phương môi đều đẹp hết, mà bạn phải tán 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 ra. Nhưng mà nếu mà mình thấy nếu mà bạn nếu mà bạn muốn thích đánh lòng môi thì bạn nên chọn những màu đậm nha, khi đậm á mình tán trong rồi mình tán nó ra nó lan lan dần thì nó sẽ nổi bật và đẹp hơn, nhìn nó sẽ bám màu, kiểu như cái màu nó sẽ lưu lại lâu hơn bởi vì nó đậm á, nhìn nó sẽ đẹp hơn nha bạn. Nhưng mà nói về đánh lông môi thì các bạn biết là mình thích đánh nhất là son Color Lasting và cái son Chicholic đánh lông môi rất là đã. Màu cũng đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn đó các bạn. Cho nên mình nói như vậy thì bạn có thể tham khảo một số loại ha, như mình nói như là Chicholic hay là Color Lasting đánh rất là thích là son tinh á. Còn Chicholic là son kem lì nhưng cũng mỏng nhẹ lắm bạn ha. À và một cái nữa là hôm trước mình đã test một số son rồi, bạn có thể vào phần video hoặc là kéo bài chịu khó kéo 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 thì sẽ thấy thấy cái bài đăng của mình là phần livestream và son nha. Bạn Bêu Lê Thị Thanh hỏi mình là son này là có phải son dạng mát không bạn? Đúng mà bạn, son này là son lì mà. Son lì nhưng mà có dưỡng cho nên rất là mượt chứ không có bị bong vẩy khô nứt gì hết nha bạn nha, bạn yên tâm. Bạn Phương Ngân hỏi mình là da ngăm sử dụng màu cam được không chị ơi? Hoàn toàn được nha bạn, màu lúc vào hồi trước á, lúc mà mình không chưa có trang điểm, lúc mình còn đi học á, mình thấy màu son màu cam rất là thích nhưng mà mình sợ là nó sáng quá mình không sử dụng được, cho nên
các bạn hãy chọn những cái màu cam san hô đánh rất là sáng da luôn đó, hoặc là một cam cà rốt mà hơi pha với ngũ sữa một tí đó, nó hơi ra màu rất là đẹp, đánh sáng da khủng khiếp luôn á. À, ngày hôm nay mình lại thấy một bạn quen, đó là bạn Nguyễn Như Quỳnh. À, bạn kêu chào chào chị hay chào em. Cảm ơn em đã ủng hộ cái phần livestream của nguồn ha. Ngày nào cũng thấy bạn vào xem hết. À, có rất là nhiều bạn thích xem cái này, mình thấy vậy mình cũng rất là vui. Bạn Giang Thi hỏi mình là còn màu gì nữa bạn ơi, thì nguồn cái bảng màu của son Amos này thì vỏ hồng á, và tổng cộng là 7 bảng màu, thì gồm có 12 màu, nhưng mà bên nguồn về 7 màu đẹp nhất, cho nên bạn có thời gian thì bạn có thể vào một là vào phòng inbox bạn hỏi, thì bên mình sẽ gửi cái bảng màu cho bạn xem là có những màu nào, hoặc là bạn có thể đến đây trực tiếp, tại vì ngày mai là mình không muốn nhắc đâu, nhưng mà cái này là nhắc để cho các bạn nghe, các bạn tới thì các bạn rất là có lợi ích cho các bạn, tại vì ngày chủ nhật là chương trình Happy Time mà các bạn được giảm 3% trên mỗi hóa đơn, và nhớ đến vào cái khung giờ 6:30 cho đến 9 giờ tối thì các bạn sẽ được tặng son lăn nen. Các bạn ơi, vừa mới mất kết nối đúng không? Mình nhắc lại những gì mình vừa nói, đó là quà tặng là son lăn nen liếp kẹt, nhớ đến vào cái khung giờ đó nha. Bạn Nguyễn Thị Kim Xuyến hỏi mình là bên mình có BB cream không ạ? À? Gồm loại nào và giá như thế nào, thì mình sẽ cho bạn xem tất cả các sản phẩm ha. Có hai, thứ nhất là hai loại BB của The Face Shop, thì cái BB tím nhỏ này nó che phủ nhiều hơn là cái tiếp to tím nhạt này. Nếu mà da bạn đẹp á thì bạn sử dụng cái tiếp một tiếp to là che phủ vừa phải, còn nếu mà da bạn hơi nhiều khuyết điểm thì mình sử dụng cái tiếp nhỏ. Thì cái tiếp nhỏ mà che phủ nhiều á có tên là Magic Cover á, thì có giá là 269 ngàn. Còn cái tiếp to á, che phủ ít hơn, có tên là BB Powder Perfection, thì có giá là 329 ngàn nha bạn. BB xài rất là ít hao, hai cái tiếp này xài không biết chừng nào mới hết. Thêm một loại đó nữa, đó là BB Cream của Milk, cái loại này che cũng rất là nhiều, dùng cho da dầu nha bạn, cái độ che phủ rất là cao. Cái loại này có giá là 269 ngàn nha bạn nha. Còn một cái loại nữa nó rất là hay, đó là trong một cái hộp như vậy nhưng mà nó có hai chai, nó dạng như là kích cho các bạn đi du lịch đó và sử dụng cũng được rất là lâu, thì hai chai có một chai màu đỏ và một chai màu vàng nè, chai màu đỏ nữa nè. Cái hộp này có giá 99 ngàn, thì cái chai màu đỏ á, là che phủ cao, còn cái chai màu vàng thì che mỏng hơn, bạn sẽ có thể sử dụng là trong tùy trường hợp, tùy tình trạng da của bạn ha, rất là thích tiện nữa. Mình trả lời tiếp thôi các bạn ha. Bạn Diễm My hỏi mình là son che khuyết điểm chị dùng loại nào ạ? À? Hiện tại thì mình dùng che khuyết điểm á, lúc nãy mình đã nói cho các bạn biết là, và những lần trước mình đã nói là mình không có sử dụng son che khuyết điểm, nhưng mà thay vì son che khuyết điểm thì các bạn cũng có thể thay thế bằng che khuyết điểm dạng lỏng, dạng nén cũng được, dạng những cái dạng như là kem hoặc là kem nền, foundation, những thứ mình không có mình cũng chơi luôn á, nhưng mà các bạn phải chấm chấm và các bạn sử dụng cái mút tán tán tán. Thì bên mình nói về chi tiết điểm thì bên mình có 3 loại, đó là loại thứ nhất là của Dermacol, loại thứ hai là của Full Cover, và loại thứ ba là của Innisfree, bạn có thể tham khảo ha. Da bạn Tần Thanh Trúc hỏi mình là da dễ bị nổi mụn sưng đỏ dùng mặt nạ ngủ lanh nay có được không ạ? À? Được nha bạn, tại vì da bạn nổi mụn sưng đỏ có thể là do da bạn bị kích ứng một phần mà do thiếu nước á, cho nên bạn có thể sử dụng được loại mặt nạ này nha. Bạn Trần Lâm Như hỏi chị ơi có cách nào bớt mụn không chị? Đúng là cái vấn đề về mụn là lúc nào là cũng là cái vấn đề làm cho các bạn cảm thấy nan giải ha.
cái thứ nhất là bạn phải biết chăm sóc da, và nếu mà da bạn đang ở trong tình trạng mụn khá là nặng đó thì bạn nên tránh trang điểm. Tô môi thì không sao, nó không dính dáng gì tô môi và kẻ mắt thì không sao, nhưng mà nếu mà các bạn mà đánh nền nhiều á, nó sẽ bí lỗ chân lông. Và cái một số nguyên nhân có thể là thứ nhất là do da khô cũng dễ bị nổi mụn, bạn bị thiếu nước thiếu ẩm. Cái thứ hai là da bạn bị quá dầu nó cũng nổi mụn luôn. Và cái thứ ba là da bạn bị dị ứng mỹ phẩm. Nó có nằm trong ba tình trạng đó thì các bạn nên uống đủ nước và biết da mình thuộc loại nào, chăm sóc, tìm những cái sản phẩm chăm sóc riêng cho loại đó. Và cái thứ ba là các bạn nếu mà da đang bị mụn quá nhiều, các bạn không cần thiết thì các bạn nên tránh trang bớt trang điểm ha các bạn ha, để bảo vệ cho mình khi mà mình hết thì mình có thể thoải mái trang điểm. Ồ mạnh quá rớt cái này. À, mình chỉ bạn một cách nữa là các bạn một tuần các bạn nên xông hơi khoảng từ 2 tới 3 lần tùy da nha. Nếu mà khô quá thì 2 lần thôi, mà nếu mà dạ dầu thì có thể xông hơi 3 lần. Các bạn xông hơi xong thì các bạn nhớ xông hơi bằng nấu bằng muối không á. Các bạn nấu nước sôi, bỏ chanh vào muối, các bạn xông cho nó hết hơi nóng lên, rồi xong các bạn rửa mặt lại bằng nước bình thường, sau đó chườm đá để cho nó se kết lỗ chân lông. Sau đó các bạn sử dụng các bước dùng trị mụn hoặc là dưỡng da mà loại da các bạn phù hợp á, nó sẽ hiệu quả. Tại vì mình xông hơi nó tiết ra hết những cái chất nhờn đó. Uống nhiều nước cũng tốt. Bạn Trà My hỏi mình là không thôi giá bao nhiêu vậy ạ? À? Thì bạn cứ liên hệ với bên nguồn vào phần inbox hoặc là số điện thoại nha. Tại vì cái dòng cái son này thì vì giá mỗi dòng nó khác nhau chứ không giống nhau, cho nên bạn cứ liên hệ vào số điện thoại nha, inbox cũng được nha bạn. Bạn Thuy mới hỏi mình là amox lì không chị? Mình lại nhắc lại một lần nữa là nó rất là lì nhưng mà có dưỡng ẩm nên đánh rất là thích mượt môi như vậy nha. Bạn Thuy mới hỏi mình trên môi mình là đang là màu gì, thì màu này là màu đỏ, có mã số là S451 nha bạn. Còn hai màu trước là màu cam san hô có mã số là S216 và màu cam đất có mã số là S314 nha bạn. Tất cả các son hỏi son Amox Luxury Love Fit này có giá là 179.000. Mình tiếp tục trả lời nha các bạn, cứ nào chưa đặt câu hỏi thì các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi với Hằng nha, Hằng sẽ trả lời đầy đủ hết. Bạn Thi Thi nói mình là test màu 316 với 318 đi chị. Thì như những lần trước mình cũng đã nói rồi là những cái son nào các bạn yêu thích thì các bạn cứ để lại dưới phần comment nha. Mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ hẹn các bạn trong cái thời gian tới, mình sẽ test từ từ theo một cái danh sách ưu tiên từ đầu tới cuối nha các bạn. Nên các bạn yên tâm nha. Bạn Cà Chua Xanh nên mình thấy bạn cũng quen nè, mấy lúc trước bạn cũng có hay vào xem livestream của mình lắm, đúng không? Cảm ơn bạn đã ủng hộ nguồn nha, ủng hộ cái video mà xóa xong mỗi ngày. Hy vọng là vào những nhiều ngày sau nữa mình vẫn thấy các bạn vào xem. Bạn Phương Hân hỏi là cam gì thì sáng da ý chị? Lúc nãy mình có trả lời đó. Cái màu cam dễ sử dụng nhất đó chính là màu cam san hô nha bạn. San hô là cái màu cam pha với màu hồng đó. Nhưng mà cam san hô có nghĩa là màu cam sẽ nhiều hơn màu hồng đó. Màu đó rất là dễ sử dụng, rất là sáng da nha bạn. Bạn Thanh Hằng hỏi mình là shop có sản phẩm kem dưỡng ẩm nào không ạ? À? Có nha bạn, có rất là nhiều sản phẩm, cho nên là để tư vấn cho bạn kỹ và đúng cái sản cho bạn chọn được đúng cái sản phẩm bạn cần thì bạn hãy liên hệ vào phần inbox nha bạn nha, sẽ được tư vấn kỹ. Bạn Phương Hân hỏi mình là chị gợi ý cho em son nào luôn nha. Thì lúc này bạn hỏi cái son gì ta? Son nào hả bạn? Thì mình vừa mới đánh cái son Amox đó, son Amox màu cam san hô đó, có cái số màu là đây, S216 màu cam san hô đó bạn. Mình mở ra lại cho bạn coi một lần nữa nha, màu rất là sáng. Đây,
Màu dễ thương, ngả về cam nhiều, sáng da. Các bạn ơi, các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi đi nha. Một cái bạn, một bạn hỏi mình là bạn có cái tên là kề cát VL, nói da em khô, em bôi KCN, mày biết tắt thì mình không đọc được ha. Bạn ơi, KCN là gì vậy bạn? À, kem chống nắng, đúng rồi, bây giờ mình có người mốt mình mới biết. Nó là da bạn khô, em bôi kem chống nắng dành cho da khô thì nó lại quá dầu, em nên đổi hay xài phấn không? Nếu dùng sản phẩm cho da khô mà lại bị dầu thì không phải là da khô, mà là da bạn, chính là da hỗn hợp nha bạn. Mình biết là da bạn giống như da hằn vậy. Cái vùng, hai vùng má này nè, vùng xung quanh á thì nó rất là khô, mà cái vùng chữ T, vùng trán, vùng mũi hai bên đây nè và vùng đây nè, nó lại dầu. Đó là da hỗn hợp, da bạn là da hỗn hợp thiên khô nha bạn. Mình phải biết da mình là da gì. Nếu mình không biết thì mình đi soi da, khám thì người ta nói cho mình biết là da mình sẽ dễ sử dụng được, dễ mua được, chọn mua được cái sản phẩm chính xác và sử dụng nó hiệu quả hơn nha bạn nha. Bạn Trần Lâm Như hỏi là còn tàn nhang chị, còn tàn nhang thì bớt như thế nào vậy chị? À, bạn muốn, bạn Trần Lâm Như ơi, bạn cho mình hỏi lại là lúc nãy bạn hỏi là bạn muốn cái sản phẩm che khuyết điểm, che tàn nhang hay là cái sản phẩm để trị tàn nhang vậy bạn? Bạn trả lời cho mình kỹ cho mình ha, mình xem để mình tư vấn kỹ lại cho bạn ha. Bạn Trần Gen hỏi là bên chị có son Boni không chị? Cái sản phẩm này hiện tại thì bên nguồn chưa có hàng nha bạn nha. Các bạn ơi, các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho Hằng nha. Có rồi đây, bạn Tú Trinh hỏi mình là bên chị có son nào màu đỏ tươi và cam đất không ạ? Bạn ơi, son nào, đa số các loại son đều có cái màu thông dụng là màu đỏ tươi và cam đất hết. Ngay cả cái son mình mới swatch cho bạn cũng 2 trong 3 màu đó là đã là màu mà các bạn, bạn vừa mới nêu ra rồi, màu đỏ tươi lên trên môi mình nè. Có mã số là S451 và cái màu cam đó có mã số là S314 nha bạn. Bạn có thể tham khảo cái son này nha, đánh rất là thích. Amok Luxury Love Face có giá là 179.000 nha bạn nha. Bạn Huyền My hỏi mình là shop chị ở đâu, thì cái shop, shop của nguồn là có địa chỉ là số 35 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình nha bạn. Bạn Thanh Hằng hỏi mình là shop có son tinh của Innisfree không ạ? À? Có nha bạn, ngày hôm qua mình vừa mới swatch 2 thỏi son tinh của Innisfree. Phải nói là đánh rất là thích, các bạn biết tại sao không? Mình nói lại một tí với cái son Innisfree, son tinh đánh lên á, phải nói là độ bám của nó rất là lâu. Nó khi mình tô lên xong mình ở shop thì tầm tô vào khoảng tầm 6 giờ mình về mình đã tẩy luôn, mình thấy nó vẫn còn. Nhờ, và sáng mà mình ngủ dậy mình thấy nó vẫn còn luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm, tuy là bám rất là lâu nhưng mà cái thành phần của Innisfree là 100% là thành phần thiên nhiên, từ tinh chất dưỡng và dầu khoáng cho nên rất là lành tính. Cả họ cam kết là cái sản phẩm của họ đánh không thâm môi luôn các bạn có thể đánh trong lúc ngủ luôn không sao. Và một cái ưu điểm của sản phẩm son tinh Innisfree nữa, các bạn có biết là ưu điểm gì vậy? Nó rất là ngọt, người ngọt để như là ăn được luôn á. Tại vì là từ thiên nhiên mà. Ngọt và thơm, thơm như kẹo vải gì đó. Cho nên các bạn mua gì các bạn tô thôi, các bạn đừng có đừng có giống như Hằng mà thiếu điều mà nhìn cái son muốn ăn của người ta luôn gì đó. Bạn Ngô Nhi hỏi mình là có sản phẩm nào trị tàn nhang không ạ? Thì mình có hai sản phẩm nha bạn, và mình trả lời cho bạn lúc nãy luôn, bạn Trần Lâm Như luôn và bạn Ngô Nhi luôn, là sản phẩm trị tàn nhang.
Cái loại thứ nhất là White Tomb of Cloud. Đây, cái loại này là thêm một cái loại, loại tiêu biểu nhất là loại của Innisfree. Cái loại này là White Tomb of Essence của Innisfree, có giá là 235.000 nha bạn. Bạn có thể tham khảo sản phẩm này. Và thêm một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm Cloud. Cái này cũng là sản phẩm giảm tàn nhang nha bạn nha. Giá sản phẩm Cloud này có giá là 269.000. Bạn Thanh Hàng hỏi mình là cái son Vivid Tint Rouge ấy ạ. Son Vivid Tint Rouge bên mình có hàng nha bạn. Bạn Nguyễn Vũ Phương Thủy hỏi là chị có kem lót và kem nền dành cho da dầu không ạ? À? Có nha bạn nha. Bạn có thể vào phần inbox để được tư vấn kỹ hơn nha bạn nha. Bạn Tuệ An hỏi mình là da dầu bị mụn dùng phớt nước được không chị? Mà dùng kem nền hay là loại gì là tốt? Dùng được nha bạn. Nếu mà da bạn dầu, cái thứ nhất là bạn nên sử dụng cái dạng kem lót hoặc là primer kiềm dầu. Sau khi mà đánh dưỡng xong thì bạn, trước khi đánh nền đó, hoặc là đánh phấn nước đó, thì bạn nhớ sử dụng. Tại vì da dầu hay là da hổ môn tiên dầu thì cái vùng chữ T này á, mình chú ý cái vùng chữ T này nó rất là dễ đổ dầu. Mình đánh cả cái khúc này luôn, sau đó mình mới dùng cái phấn nước kiềm dầu ha. Bên mình có rất là nhiều loại, nhưng mà mình thấy nếu mà da bạn có khuyết điểm thì các bạn có thể tham khảo các loại, một số loại như này, như là Aero Skin chẳng hạn, cái vỏ màu đen đó, các bạn cái đó thì che được khuyết điểm nhiều hơn bạn ha. Bạn Trần Nam Như hỏi mình là chị ơi, chị nói lại cái cách mà làm bớt tàn nhang mà không dùng kem đi bạn. Thì nếu mà nói về bớt tàn nhang á mà không dùng kem á thì cái phần về tàn nhang á, các bạn biết không, nó rất là khó xử lý, tại vì nó từ trong máu mình ra, nó khó xử lý hơn là mụn. Nếu mà da bạn đã bị tàn nhang rồi á, bạn có thể sử dụng là uống thuốc, uống thuốc bắc á, thuốc bắc hoặc là thuốc nam, thì nó sẽ thải, khi bạn uống những cái thuốc đó nó sẽ thải hết độc tố trong người bạn ra, hoặc là bạn nên đi khám để bác sĩ cho bạn cái loại thuốc. Và những cái loại thuốc để sức cho da nó giảm bớt tàn nhang đó. Chứ còn nếu mà bạn muốn không dùng kem thì có một cách duy nhất là bạn dùng che khuyết điểm, bạn trang điểm thì nó sẽ không thấy thôi. Thì nhớ những, nếu mà bạn chưa có thời gian đi khám và chưa có tiện để dùng thuốc thì bạn có thể muốn nhanh, ví dụ như tối nay bạn đi chơi đúng không, mà bạn muốn làm lẫy và không thấy tàn nhang đó, thì bạn hãy sử dụng các sản phẩm che khuyết điểm. Bên mình thì có một số sản phẩm che khuyết điểm như là của Full Cover, Dermacone và Innisfree nha bạn, bạn có thể tham khảo. Bạn Mai Ga Trần hỏi mình là shop chị có son Mamoni không chị? Có nha bạn, hiện tại là có. Bạn muốn màu nào thì bạn vào phòng inbox nha, hoặc là đến đây mua. Đúng rồi, ngày mai mình lại nhắc lại là cái chương trình Happy Time vào ngày mai, bạn hãy đến để được giảm 3% và được tặng quà nữa. Bạn Tuệ An hỏi mình là kem lót dùng loại gì là tốt ạ? Cảm ơn chị nhé. Kem lót mình không biết là bạn có rất là nhiều dòng nha bạn, tại vì bạn không biết là bạn muốn sử dụng kiềm dầu hay là làm đồng đều màu da. Thì mình sẽ có một cái số loại là tiêu biểu cho bạn ha. Cái thứ nhất là kem lót của Innisfree, rất là dễ sử dụng. Hoặc là của đọc sao ta, Abiu ấy nha bạn. Đó, hai loại đó rất là dễ sử dụng, các bạn tham khảo. Hoặc là bạn cứ vào phần inbox để được tư vấn phù hợp, để tìm được sản phẩm phù hợp với cái loại da của mình nha. Bạn Như Thảo hỏi mình là son tinh là xài loại nào được hả chị? Thì mình có một số loại son tinh mình đã test qua, là mình rất là thích. Cái thứ nhất là son tinh của Innisfree, cái thứ hai là son tinh của Color Lasting, và các loại son của Beribera đó, đa số là son tinh đó các bạn, xài rất là thích nha.
Hoặc là bạn sử dụng son kem lì chích Holic cũng được. Nó rất là mỏng, nhìn như son tinh thì mà đánh rất là thích nha bạn nha. Màu đẹp khủng khiếp luôn á. Bạn Nguyễn Vũ Vương Thụy hỏi mình là sản phẩm của Makeup Forever bên chị có loại nào ạ? À? Em nghe nhiều người khen sản phẩm của Makeup Forever lắm. Theo chị thì sản phẩm bên Makeup Forever tốt không ạ? À? Vì em makeup hàng ngày. Hiện tại thì bên nguồn không có sản phẩm của Makeup Forever nha bạn. Bạn có thể tham khảo một số các loại khác, nhưng mà cá nhân hàng đã từng sử dụng qua Makeup Forever thì nó có hai dòng. Cái dòng thứ nhất là Face and Body, là tự nhiên đó, nó giống như là dạng thạch của Holika, nó đánh lên rất là mát và cấp nước cho các bạn rất là nhiều. Và cùng cái bộ đó thì nó sẽ có một cái hộp phấn phủ kìm dầu màu trắng. Và một cái dòng thứ hai đó chính là dòng HD đó. Cái dòng HD thì chuyên là che khuyết điểm rất là nhiều, được các nghệ sĩ sử dụng rất là thích. Thì cái đó là dùng trong phòng studio rất là ok. Nhưng mà giá thì cũng cao ha nha bạn ha. Sử dụng tốt thì giá cũng cao, vì bởi vì thương hiệu này cũng khá nổi tiếng. Bạn Thanh Hằng hỏi mình là son Vivid Tint Rouge có loại 10, số 1, số 10 không ạ? À? Có nha bạn. Còn son Mamoni có màu 16 không ạ? À? Thì Mamoni thì bên mình chỉ còn màu 33 thôi bạn nha. Bạn Tuệ An nói là thì da em bị dầu đó. Để mình lại xem. Kem lót kìm dầu á, thì bên mình hiện tại là có cái sản phẩm của Innisfree nha bạn nha. Và có của Nocebum nữa. Hai sản phẩm đó là sản phẩm kem lót kìm dầu. Thì bạn có thể vào phần inbox để đặt hàng, hoặc là tới mua trực tiếp. Vào ngày Chủ nhật là được sẽ được giảm 3% vì là Happy Time mà bạn ha. Đến buổi tối thì còn được tặng quà nữa. Các bạn ơi, các bạn có bất cứ câu hỏi nào các bạn cứ tiếp tục đặt cho Hằng nha. Chắc mình phải uống nước một tí quá, quên lấy chai nước rồi. Rồi cảm ơn nghe. Trong lúc chờ các bạn là câu hỏi mình uống nước một tí nha. Bây giờ mình tiếp tục trả lời câu hỏi của các bạn. Bạn Như Thảo hỏi mình là son tinh nào có dưỡng ạ? À? Cái son tinh mà sử dụng và có dưỡng và an toàn nhất là Innisfree Vivid Tint nha các bạn. Xài rất là thích. Bảo đảm không thâm môi mà bám rất là lâu. 8 tiếng, 10 tiếng luôn á, nếu mà đánh 2-3 lớp. Bạn Phương Hoa hỏi mình là Nguồn ơi, môi em khô một chút, có thể dùng được son này không ạ? À? Nguồn tư vấn cho em môi như vậy dùng những dòng son như thế nào? Thì khi nhờ cái vấn đề này nó không phải là một cái vấn đề mới, là mình đã trả lời trong rất nhiều cái phần livestream. Tất cả các phần livestream trước mình đã nói về môi khô. Thì môi bạn chắc không, môi hàng cũng nó cũng hơi khô đó các bạn. Thì cái thứ nhất là các bạn hãy chăm sử dụng dưỡng môi và tẩy tế bào chết 2 lần một tuần nha. Và sử dụng cả mặt nạ ngủ môi nữa cùng với cái tần suất đó. Son dưỡng thì các bạn sử dụng liên tục cũng được. Cái thứ nhất và cái thứ tiếp theo là các bạn nhớ uống nhiều nước. Uống nhiều nước thì da mình được cấp đủ nước thì da không khô, môi nó cũng không có khô nha các bạn. Và các bạn môi mà các bạn quá khô đó thì cái son, đối với sử dụng son lì này vẫn, các bạn sử dụng vẫn được, nhưng dưỡng thật là kỹ. Mà những cái dòng mà các bạn thích hợp với các bạn sử dụng thường xuyên nhất đó chính là những cái dòng son mà thuộc dòng creamy, hoặc có chữ creamy hoặc là satin. Thì nhất là satin nó có rất là nhiều dưỡng, độ bám nó hơi kém hơn cái son lì một tí, nhưng mà nó cấp được cái độ ẩm cho các bạn tuyệt đối, môi nó cũng sẽ không có bị khô nứt khó chịu các bạn ha. Bạn Anh Thi hỏi mình là chị đi dùng loại son gì ạ? Thì mình lại nhắc lại một lần nữa, đó là mình đang sử dụng
Và ngày hôm nay son này, hôm nay là mình swatch luôn, đó là son Amok Luxury Love Fit, có cái vỏ màu hồng. Mình swatch 3 màu như các bạn nha, màu cam đất, màu đỏ này, màu đỏ tươi này hơi đậm tí, và cái màu cam sen hô. Son đánh rất là thích nha bạn, có giá là 179 ngàn. Sau khi đã trả lời xong hết tất cả các câu hỏi của các bạn và xóa xong son rồi thì mình lại tiếp tục cái phần chốt. Như thông thường mỗi ngày, thứ nhất là địa chỉ của shop mình là số 35 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình. Thứ hai là cái vẫn có bạn hỏi hả, mình trả lời thêm một câu nữa nha bạn. Thoa Lê Thị Thoa hỏi là chị xài mỹ phẩm gì mà da chị đẹp quá vậy. Thì ngày hôm nay mình không có sử dụng nhiều, mình đánh rất là mỏng các bạn. Các bạn, ngày hôm nay thì mình sử dụng BB cream của mới đây cái chai BB cream nó mất rồi, BB cream của Milky Red nha bạn. Cái loại đó thì che phủ quá nhiều, thì thực ra da mình ở bên lúc này nó cũng có một số đốm mụn, nhưng mà mình sử dụng cái đó thì nó che được. Và dùng dưỡng da thì mình dùng dưỡng của Innisfree nha các bạn nha, rất là tốt. Cấp nước nhiều cho các bạn xem cái chai BB cream hay che phủ khuyết điểm tốt lắm các bạn, có giá là 285 ngàn nha. Mắt thì mình kẻ mắt bằng Vacoxy, sau đó môi thì mình tô cái son Amok này thôi, chứ mình không có tắm cái gì nữa hết á, tại vì mình ngày nào cũng vậy, cái thành ra mình cũng hơi lười lười tí. Bạn Phương Hoa hỏi là dầm son này có dưỡng không nguồn? Có nha bạn nha. Cái son này tuy là son lì nhưng nó vẫn có nhiều dưỡng. So với các bạn nào đã sử dụng BBA thì các bạn biết rồi, cái chất son nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó lì hơn một tí. Mình cảm giác mình khi mà mình apply lên môi mình biết là nó lì hơn, cảm giác được. Bạn Như Thảo hỏi mình là son tinh Innisfree bao nhiêu vậy chị? Là son tinh của Innisfree có giá là 179 ngàn bạn nha. Bạn Hà Nhi hỏi mình là Tân Bình đường nào ạ? Số 35 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình nha bạn. Nếu mà bạn biết Pico Plaza thì cái đường Quách Văn Tuấn là cái đường nằm bên hông Pico đó. Bạn chạy thẳng vào khoảng 200-300 mét thì đã 200 mét thì nè, cái nguồn mỹ phẩm có cái bảng màu xanh đó nằm to to bên phía tay trái. Là bạn sẽ thấy liền, ngồi không bạn hỏi cái là ra liền. Phải có số địa chỉ số 35 mà, kiếm cái là ra liền rồi bạn ha, rất là dễ kiếm. Rồi mình lại lại có bạn hỏi nữa, bạn Hà Nhi hỏi là mặt em bị mụn có kem nào trị mụn không ạ? Có nha bạn, hiện tại thì bên nguồn có một số cái sản phẩm trị mụn, đó là Cireco nha bạn nha, có sản phẩm là Cireco. Tốt hơn hết là bạn nên đến nguồn vào ngày mai, tại vì Happy Time để được giảm 3% và được tặng quà. Và cái thứ hai là bạn nên đến nguồn trực tiếp để được tư vấn đúng với loại da của mình, trên để bạn chọn được đúng sản phẩm mà mình cần nha. Còn không thì bạn có thể inbox cũng được, vẫn được giảm 3% cho mỗi hóa đơn. Bạn Hà Nhi hỏi gần Pico hả chị? Đúng rồi bạn, gần Pico Plaza trên đường Cộng Hòa nha, bên hông Pico là nó có cái đường Quách Văn Tuấn đó bạn. Sau khi trả lời xong tất cả các câu hỏi của các bạn thì mình lại chốt như thông thường, mình nhắc lại địa chỉ của nguồn là số 35 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình. Giờ mở cửa của nguồn là vào từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. 9 giờ sáng và tới 9 giờ tối. Và các bạn, ngày mai là ngày chủ nhật, là ngày Happy Time, cho nên các bạn sẽ được giảm 3% trên mỗi hóa đơn. Kể cả các bạn đến mua trực tiếp và các bạn mua online thì các bạn đều được giảm 3% nha các bạn nha. Có một cái nữa là các bạn hãy nhớ đến trực tiếp, đến trực tiếp vào cái khung giờ từ 6:30 cho đến 9 giờ tối thì các bạn sẽ được tặng quà, đó là một cái thẻ son Laneige Lip Kệ Cashmere, rất là nhiều dưỡng sử dụng, rất là tiện lợi, mang đi được sử dụng được 5 lần được đó. Mình đã từng swatch rồi, đánh rất là thích ha. Sau khi nói về tất cả các
vấn đề mình đã chốt xong và trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Thì mình nhắc lại là cái khung giờ livestream hàng ngày của mình là từ 5 giờ chiều cho đến khoảng tầm 6 giờ 30 tối. Lúc đầu thì có 15 phút thôi, không hiểu sao từ ngày này càng kéo dài ra. Có lẽ là vì sự ủng hộ của các bạn thích xem thôi, cho nên Hằng sẽ các bạn hỏi nhiều thì Hằng trả lời nhiều, thì cái chương trình của mình nó sẽ hấp dẫn và vui hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày cái khung giờ 5 giờ ngày mai sẽ được tiếp một swap một cái sản phẩm mới. Các bạn hãy cùng suy nghĩ và đón xem cái sản phẩm đó là gì ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn. Xong nó thích quá.